Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của em. Và trong clip ngày hôm nay em tiếp tục giới thiệu tới anh em hai mẫu máy ngang vừa mới được ra mắt của thương hiệu Abu Garcia. Đó là chiếc Abu Garcia Black Max 4 và chiếc Abu Garcia Pro Max 4. Hai chiếc máy vừa mới được ra mắt mấy ngày hôm nay thôi. Thì bây giờ gửi tới anh em trước là về cái phần ngoại hình của em nó. Đây, trên màn hình anh em đây là chiếc Black Max 4. Đấy, thoạt nhìn thì anh em có thể nhìn nó không thay đổi nhiều, nhưng thật ra khi mà anh em nhìn kỹ nha, để chút nữa em sẽ quay chi tiết hơn, thì nó chiếc máy nó sẽ gãy góc và trông hầm hố hơn. Đây, nhất là con Pro Max này, mới nhìn thì có thể anh em không thích bằng con Pro Max 3 đâu nha, nhưng khi anh em nhìn kỹ thì thấy con này nó sẽ hầm hố hơn nhiều và gãy góc hơn. Để theo đánh giá quan điểm cá nhân của em. Còn sau khi xem video này thì anh em có thể tự đưa ra cái nhận xét của riêng bản thân anh em. Đây, trước tiên này em gửi tới anh em con Black Max 4 này. Đấy, cái spoon này nó chuyển sang màu đỏ nhám này anh em này. Về màu tông màu chủ đạo thì nó gần như là không thay đổi nhiều so với con 3. Đấy, nhưng màu này thì đen nhám. Đây cũng là vẫn là màu đỏ này. Đây, bây giờ cái điều em muốn nói là ở cái thiết kế mới này thì nhìn trong cái phần thân này nè, anh em thì nhìn thấy nó nhiều đường nét và nó gãy góc, nó hầm hố hơn. Bởi vì sao? Bởi vì cái chỗ này là phần nhôm này, nhôm của chiếc máy này. Đấy, đây được cấu tạo lại, nhìn trong chiếc máy cái phần nhôm này nó rất lớn. Đây là học theo cái cấu trúc của Daiwa. Đấy, nhôm này rất là lớn. Lớn hơn so với máy cũ. Thì Abu Garcia thì đi đúng vào cái thế mạnh của mình. Thì cái thế mạnh của tiện đây thì em nói luôn, cái thế mạnh của những chiếc máy ngang của Abu thì kể cả máy đứng luôn nha. Máy của nó có thể ngoại hình không phải là trau chuốt đẹp như Shimano hay Daiwa, nhưng em nói về cùng một giá tiền thì có thể khẳng định luôn là Abu này có thể còn bền hơn cả Shimano và Daiwa. Cụ thể là ở bản Pro Max 3 nha, hay là Black 3, so với những chiếc máy cùng giá như là Shimano Kaios này, hay là Daiwa CC80 đấy, hay là con Shimano trước nó là con Batik à? À không phải Batik, con Batwan. Xin lỗi anh em, con Batwan đó. Đấy, thì nếu mà nói về ngoại hình thì những con đấy có thể đẹp hơn, nhưng mà nói về bền và khỏe thì không ăn được dòng Abu đâu nha anh em nha, kể cả máy đứng cũng vậy. Đây, nhưng mà bản này thì ngoại hình đã được thay đổi một chút, nhìn trông nó hầm hố hơn, anh em thể nhìn thấy nè, gãy góc hơn. Còn về những thông số thì gần như là không thay đổi nhiều. Đây em nói luôn, chỉ thay đổi một chút về cái đường kính nhông này nè. Em thường thường em gọi cái chỗ này là cái phần hộp số của chiếc máy nha. Đấy. Và một cái điều nữa thay đổi là phần bên này, hai cái thân này cũng đã được làm bằng hợp kim. Đấy. Bên này cũng là hợp kim đúc liền. Và phần thân này thì làm bằng carbon này. Anh em là phần thân giữa này. Cấu trúc của cái này là 3 mảnh nha. 2 tấm ốp bên. Đấy. 1, 2. Và cái này. Thì hai cái bên này thì bằng hợp kim này, còn cái này thì bằng carbon đúc liền. Đấy, nguyên một cái mảnh này là đúc nguyên khối luôn, và hai cái tấm ốp bên. Đấy, anh em nhìn thấy này, rất là đẹp chứ không phải là như cái bản 3. Thì con Black Max này em không thích lắm, nhưng mà sang bản 4 này thì đẹp. Tất nhiên là bản 3 em vẫn còn hàng nha anh em nha, có mỗi con Pro Max này thôi. Pro Max 3 thì em có mỗi tay phải thôi, tay trái em hết rồi. Đây, còn tiếp theo đây, nhất là con Pro Max này này, anh em mới thấy sự thay đổi này lớn này. Vì cái màu sắc trước con trước này của cái bản này là Pro Max 3 thì nó có màu vàng gôn, còn bây giờ nó sẽ những cái đường vàng thì nó thay bằng viền trắng. Đấy.
con này mới là sự thay đổi nhiều một chút về màu sắc ngoại hình. Đấy, anh em vẫn nhìn thấy đây là bán tay phải này, anh em những anh em thuận tay phải thì chơi con này, còn đây là bán tay trái, máy rất là khỏe, cầm cảm giác chắc chắn. Rất ít những chiếc máy ngang mà có drop lên 6 kg và 7 kg, chỉ có dòng Abu này thôi mới tự tin. Và bây giờ lại thêm một cái bộ nhôm lớn thế này nữa để nó tăng cái tính ổn định cho cái chiếc máy nữa thì nó phát triển cái thế mạnh của nó mà. Đây, còn ngoại hình của em nó đây, anh em nhìn cái góc này rất là đẹp nha. Bên này thì có khi không đẹp bằng bản cũ theo em đánh giá, nhưng bên này thì nó lại ăn đứt. Ở phía trong này cũng có một ít carbon này anh em này, để em sẽ quay kỹ hơn một chút. Đấy, phần phía trong này nó có một cái vòng carbon ở đây này. Đấy, để nó nói lên rằng là cái trong này cái bộ nhôm này, cái bộ hãm hãm của nó, hãm đờ ráp đấy của nó là bằng carbon. Đấy. Đây, bây giờ em sẽ đọc sơ qua về cái thông số. Trước tiên là con Black Mark 4 nha. Để bearing này, lăm bearing này. Vòng tua là 6.4 trên 1. Đấy, thu dây là 64 cm. Đây, đầu đáp của nó đây, 6 kg. Và trọng lượng là 200 g. Cái bản này là nhẹ hơn bản trước một chút nha anh em nha. Đấy, bản trước như là 210 hay 220, cái này em không nhớ lắm, nhưng mà rõ ràng 200 là nhẹ hơn bản trước. Đấy, và thông số vào dây là 3 0.3 0.33 là 100 m, còn BE3 là 100 m này. Thì thường thường anh em sẽ chơi là BE2 thì sẽ được tầm 110 120 m. Đấy. Còn con Pro Max này thì nó vẫn như vậy thôi. Đây, Pro Max 4 này, 6 này, 7.1 này và 71 cm, 6 kg và 203 g. Đấy, thông số cũng là 0.33 là 100 m và BE3 cũng là 100 m. Thông số tương đương gần giống nhau, nhưng ở con Pro Max 4 này thì vẫn được nhiều anh em đánh giá cao hơn nha. Anh nhìn kỹ lại thì cũng vẫn đẹp hết. Đầu tiên thì em có thể không thích cái bên này, nhưng mà bên này nhìn cảm giác nó là nhìn xa ra một chút, nó nhìn thấy nó gọn. Đây, anh em có thể nhìn thấy cái hộp số của nó này rất là lớn luôn. Rồi, trên đây này em cũng xin giới thiệu về cái hai chiếc máy mới của thương hiệu Abu Garcia. Thì anh em nào thấy vừa mắt hoặc là muốn gì thì vui lòng liên hệ trực tiếp với em, hoặc là có thể đến cửa hàng để xem trực tiếp, ưng thì lấy ạ. Video em xin được phép kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều ạ.